Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng Cộng sản tự tách đôi, con đường cứu nguy cho Việt Nam. Trong chương trình bàn tròn vào thứ 5 của đài BBC tiếng Việt với chủ đề quan hệ Việt-Mỹ, nhân quyền và thách thức khác nhau, khách mời là Nguyễn Hữu Vinh, nhà báo tự do, cựu thiếu tá an ninh Bộ Công an Việt Nam đã bất ngờ đề xuất phương án Đảng Cộng sản cầm quyền có thể tính tới việc tự tách đôi như một giải pháp thay thế tạm thời để đẩy mạnh dân chủ hóa Việt Nam trong tình hình hiện nay. Ông Nguyễn Hữu Vinh còn được biết đến với biệt hiệu Anh Ba Sàm, phát biểu như sau: phải tính đến dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam đến mức độ một ngày nào đó cần phải tách đôi đảng thay vì phải vật vã với thế lực thù địch và đảng đối lập. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hữu Vinh, từng là công an và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, từng công tác ở Ủy ban Việt Kiều Trung ương. Ông bị Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt giữ, bị cáo buộc và phạt 5 năm tù do có hành vi đăng tải các bài viết trên trang mạng Internet vi phạm điều số 258 của Bộ Luật Hình sự. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2019, ông mãn hạn tù và trở về nhà riêng tại Hà Nội dưới sự theo dõi chặt chẽ của lực lượng an ninh. Ông diễn giải như sau: nên tách đôi đảng có hai quan điểm khác nhau, một quan điểm cấp tiến, một quan điểm muốn giữ mãi chủ nghĩa Mác Lênin rồi tư tưởng Hồ Chí Minh chẳng hạn. Một quan điểm khác nữa là dân chủ xã hội kiểu phương Tây chẳng hạn, cứ tách đôi ra và có những nguyên tắc ban đầu để họ tránh những cái gọi là xung đột quá mức mà có thể dẫn đến mức độ xảy ra chính biến. Để làm như thế, Đảng Cộng sản nên tự đặt ra mức độ đó. Tôi cho rằng đó là mức độ cao nhất để cứu đất nước. Còn tôi phải thẳng thắn rằng nếu bây giờ nói, ngày mai cho tôi đa đảng đi, cái đó theo tôi là nguy hiểm, nếu như nhìn bằng nhãn quan chính trị mới. Giải thích cho nhận định áp dụng ngay lập tức đa đảng chính trị sẽ là nguy hiểm cho Việt Nam, ông Vinh lập luận như sau. Nguy hiểm vì họ không có một sự chuẩn bị cho lực lượng đối lập, họ không có một sự chuẩn bị cho xã hội dân sự. Từ lâu, họ vẫn dùng một cách gọi là bong ke hoàn toàn, và cái đó nguy hiểm ở chỗ, đến một ngày nào đó nó bùng nổ thì cái đó nguy hiểm vô cùng. Do đó, họ phải xả từ từ, phải điều chỉnh từ từ trong thể chế chính trị của họ, mà điều chỉnh từ từ là như ông Hoàng Ngọc Giao vừa nói là dân chủ trong đảng. Dần dần là những ai có quan điểm khác nhau thì chẳng hạn chúng ta, tức là trong Đảng Cộng sản, có hai luồng quan điểm khác nhau, và đến một mức nậu nào đó thì tách đôi ra dưới một hình thức nào đó, khéo léo để cho nó có một lực lượng cấp tiến hơn, muốn cởi mở hơn, không có chuyện chuyên chính vô sản như trước, không sử dụng vũ trang, bạo lực, vân vân. Tương tự như các đảng dân chủ xã hội chủ nghĩa ở các nước phương Tây và Bắc Âu, và tôi cho rằng là nên như thế. Trước đề xuất này, một khách mời khác trong buổi tọa đàm là nhà văn Võ Thị Hảo, nhà bất đồng chính kiến đã bày tỏ sự không tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam dù nó được tách đôi. Đây là hình ảnh tổng tuyển cử đã được tổ chức tại Myanmar mùng 8 tháng 11 năm 2015. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Myanmar kể từ khi một chính phủ dân sự được thành lập trên danh nghĩa vào năm 2011, chấm dứt sự cai trị của quân đội kéo dài gần 50 năm. Nhà văn Võ Thị Hảo nói: tôi cho rằng không bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam có dân chủ, và kể cả có tách làm hai thì đảng ấy vẫn chỉ là giả hiệu mà thôi. Căn cứ là sao? Lịch sử của đường dây của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang đi cho thấy, thứ nhất là không bao giờ hy vọng điều đó. Điều thứ hai nữa là nếu có đa nguyên, đa đảng thì không có nghĩa là Việt Nam sẽ rơi vào hỗn loạn, cuộc chiến tranh giành đẫm máu không chắc chắn điều đó. Chúng ta cũng đã thấy nước Nhật Bản đã hai lần cải tổ bằng những đường dây dân chủ và nhân quyền mà từ ngoại quốc đưa đến và tỏ ra là cực kỳ tốt. Trước đó cũng đã từng có quan điểm cho rằng nếu như Việt Nam chưa sẵn sàng cho đa nguyên, đa đảng thì trước mắt có thể tham khảo mô hình chuyển từ độc đảng sang đa nguyên như Myanmar chẳng hạn. Theo đó, Việt Nam có thể áp dụng như sau: tồn tại song song lưỡng đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại và một đảng khác là liên minh các thế lực cấp tiến, tư bản, đối lập, trí thức, vân vân. Và Đảng Cộng sản Việt Nam nắm 70% nghị viện và đảng đối lập nắm 30% còn lại. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn chiếm đa số tại Quốc hội nhưng luôn có cạnh tranh, phản biện, đặt lấy quốc gia lên trên hết. Để hiện thực hóa được mô hình này thì phải có một bản hiến pháp thật tốt. Thế nhưng, những đề xuất này chắc chắn sẽ không được Đảng Cộng sản đếm xỉa tới trong bối cảnh hiện nay. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu rằng ở Việt Nam chưa thấy sự cần thiết, khách quan phải có chế độ đa đảng, ít nhất cho đến bây giờ. Ông Trọng cũng từng khẳng định không phải có nhiều đảng thì dân chủ hơn, ít đảng thì ít dân chủ hơn.
Còn các nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm qua đã dõng dạc khẳng định nhất quán rằng chế độ một đảng cầm quyền ở Việt Nam là sự lựa chọn của dân tộc, của nhân dân. Việt Nam không cần và không chấp nhận đa đảng. Và ông Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tú đã có bài viết Việt Nam không cần và không chấp nhận đa đảng đăng trên tạp chí Tuyên giáo số ra tháng 7 năm 2018. Trong đó ông khẳng định trên cơ sở lý luận rằng chủ nghĩa đa nguyên phủ định tính thống nhất của thế giới, cường điệu cái riêng, phủ nhận sự phân chia xã hội thành giai cấp, phủ nhận đấu tranh giai cấp, chủ trương xây dựng một cơ chế quản lý xã hội theo nguyên tắc đa lực lượng, đa đảng phái và các tổ chức đảng phái này quan hệ với nhau theo nguyên tắc hiệp thương. Vì vậy, đây là một học thuyết phi Marxist. Nếu áp dụng quan điểm này vào chủ nghĩa xã hội sẽ dẫn tới hạ thấp vai trò của Đảng Cộng sản, đội tiên phong của giai cấp công nhân thành một tổ chức tầm thường và nguy cơ phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Còn trên phương diện thực tiễn thì thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, là ý nguyện của nhân dân. Ông đã nói như vậy. Và mới đây, tiến sĩ Vũ Thị Nghĩa thuộc Trường Chính trị Đồng Nai cũng có một bài lặp lại nguyên tựa đề này đăng trên báo Đồng Nai vào ngày 21 tháng 7 năm 2020. Vẫn theo một lối mòn để tuyên truyền và giáo dục nhân dân, tác giả viết như sau. Chế độ một đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam hoàn toàn không phải là sự áp đặt từ phía đảng hay một lực lượng chính trị nào khác, mà chính là sự lựa chọn của dân tộc, của nhân dân. Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam cho phép khẳng định, ở Việt Nam không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng. Bà đã viết như vậy. Còn trên báo Công an Nhân dân online, ông Lê Thế Cương vào ngày 8 tháng 6 năm 2020 đã có bài viết Nội công ngoại kích thủ đoạn chống phá đại hội lần thứ 13 của đảng. Trong đó ông viết như sau. Đa nguyên chính trị, đa đảng không phải là giá trị phổ quát của nhân loại, đồng thời không phải là thực tế hiện hữu trong tất cả mọi thời kỳ của một quốc gia dân tộc. Nó có thể đúng và phù hợp với quốc gia dân tộc này, nhưng cũng có thể không đúng và không phù hợp với quốc gia dân tộc khác. Và những lập luận vừa nêu trên chắc chắn không thể thuyết phục được những công dân có kiến thức và hiểu biết xã hội tại Việt Nam. Đây là hình ảnh biểu tượng của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Mỹ. Giá trị phổ quát của nhân loại là dân chủ, nhân quyền, tự do, bình đẳng, bác ái. Thực tế chứng minh chỉ có các nước có chế độ đa nguyên, đa đảng mới thực thi và tồn tại được giá trị phổ quát đó. Đa nguyên tư tưởng là một thực tế khách quan của con người. Không một thế lực nào, không một thể chế nào cấm đoán nổi dòng chảy tự nhiên của đa nguyên tư tưởng và sự khác biệt vốn có của các cá nhân con người và cộng đồng, dân tộc. Lịch sử thế giới hiện đại đã chứng minh thể chế độc tài toàn trị chưa bao giờ giúp một quốc gia phát triển. Để đất nước Việt Nam có được một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo đúng nghĩa thì dứt khoát phải từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và thể chế nhà nước cũng như pháp luật cộng sản để xây dựng một chế độ dân chủ hậu thuẫn bởi nền tảng đa đảng, chính trị đối lập và đa nguyên tư tưởng là điều kiện cần thiết để Việt Nam văn minh và cường thịnh. Nhà quan sát Đỗ Ngà nhận định tiếp như sau. Để một quốc gia vừa có nguồn sinh lợi mạnh, người nghèo vừa được hưởng phúc lợi thì đòi hỏi môi trường chính trị phải có cải thiện cả thiên tả, thiên hữu và cân bằng. Theo ông, đa đảng mà chỉ cần hai đảng với đầy đủ cả thiên tả và thiên hữu cân bằng thì hơn hàng chục đảng phái mà tả hữu bất cân đối. Hoa Kỳ là một ví dụ, chỉ hai đảng nhưng tả hữu cân bằng thì đất nước rất phát triển. Đảng Dân Chủ thiên tả, Đảng Cộng Hòa thiên hữu, hai đảng luôn là đối trọng cho nhau trong sự phát triển bền vững của nền chính trị nước này. Chính vì môi trường chính trị tả hữu cân bằng nên không sớm thì muộn, quốc gia đó cũng giàu mạnh và thực hiện công bằng xã hội bằng hình thức phân phối phúc lợi. Đây là hình ảnh pano tuyên truyền lè loẹt chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 tại Việt Nam. Điều chớ trêu là hiện nay, những nước mà Việt Nam gọi là tư bản bóc lột lại đạt đến một xã hội công bằng và thịnh vượng. Trong khi đó, cái gọi là chủ nghĩa xã hội mà Marx và Lenin xây dựng hiện nay vừa không có thịnh vượng, vừa đầy rẫy bất công xã hội. Xã hội chủ nghĩa mà Lenin xây dựng nó dựa trên nền tảng độc đảng. Ban đầu, Đảng Cộng sản thể hiện bản chất cực tả của nó bằng cách tiêu diệt địa chủ, cào bằng đói nghèo cho toàn xã hội. Thế rồi, khi mô hình cực tả đem đến thất bại thảm hại, thì bây giờ Cộng sản lại thể hiện bản chất cực hữu của nó. Hiện nay, Đảng Cộng sản đã xây dựng một xã hội đầy bất công với những ưu ái phi lý cho doanh nghiệp nhà nước. Chưa hết, nó còn làm cho chính sách của doanh nghiệp thân hữu bóc lột nhân dân, vét cạn tài nguyên đất nước. Chính điều đó dẫn tới xuất hiện tầng lớp tư bản đỏ, giàu có, sống xa hoa trên sự cùng cực của đa phần người dân. Và không có đảng đối lập làm vai trò cân bằng quyền lực chính trị thì một đảng toàn trị không bao giờ cho ra những chính sách
trung hòa mang tính thiên tả hoặc thiên hữu một cách nhẹ nhàng, mà nó chỉ có thể ngã rạp về một phía hoặc theo cực tả hoặc theo cực hữu mà thôi. Tất cả là cực tả hay cực hữu đều không tốt. Nó sẽ kéo lùi xã hội vì sự cào bằng, ngu ngốc, tạo ra bất công xã hội quá lớn. Trong cả hai trường hợp thì đất nước luôn bị tụt hậu so với thế giới. Tại những nước tư bản bóc lột ấy, những phản ứng của dân bao giờ cũng được hiệu chỉnh, được luật pháp bảo vệ. Đây là sự tích lũy của những yếu tố tiến bộ và trong luật pháp. Luật pháp ấy được thượng tôn và sẽ tạo nên sự công bằng một cách bền vững. Chính vì thế, tư bản bóc lột ngày nay đã tạo ra một xã hội công bằng, văn minh, thịnh vượng, vượt xa những gì mà các Marx đã hình dung về nó. Còn với xã hội chủ nghĩa ưu việt thì không như vậy. Mọi phản ứng của dân đều bị đè bẹp bởi bạo lực của chính quyền. Và sau mỗi lần phản ứng như vậy, chính quyền độc tài sẽ siết chặt hơn. Tất cả mọi nguyện vọng của nhân dân đều bị họ phớt lờ. Nếu người dân có đấu tranh quá mạnh, chính quyền độc tài có thể nhượng bộ để hạ nhiệt sức nóng toàn dân. Sau đó họ tìm cách siết lại bằng cách bắt nguội những người phản đối và thực hiện chính sách bất công đó một cách lén lút, miễn sao đạt được mục đích. Sự tiến bộ đó không được tích lũy vào luật pháp mà ngược lại, sự phản tiến bộ này càng được thêm vào đó. Chính vì vậy mà xã hội chủ nghĩa không thể tiến bộ hơn được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020 với bản tin Đảng Cộng sản tự tách đôi, con đường cứu nguy cho Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de